Chào tất cả các bạn, hôm nay tiếngtrung.vn sẽ cùng với các bạn xử lý quyển Hán 2. Và hôm trước chúng ta đã làm xong bài 16, hôm nay chúng ta sẽ sang với bài 17. Các bạn sẽ đọc qua phần từ mới cùng với mình ở trang 14. Các bạn sẽ đọc cùng với mình nhé. Khăn Chuyến Trao phiên Chỉa chia Mấy giờ Trang Trừ Chua Y duyên Sang tên Chinh lý Luy sư Cung sư Quay mạo Xẻo Chứ duyên Ta cài Tua Quay của Phần từ bổ sung Khoa bao Sư chia Chua chữ Chào sen chi Lính Máu y Sau đây thì chúng ta sẽ chuyển về trang 12. Các bạn sẽ đọc cùng phần bài khóa cùng với mình nhé. Nǐ jiā yǒu qǐ khǒu rén, wǒ jiā yǒu wǔ khǒu rén. Bà bà, mǎ mǎ, gè gè, jiè jiè hě wǒ. Nǐ yǒu měi yǒu quán jiā de zhào piàn, yǒu yī zhāng, nǐ kān. Zhè shì wǒ men quán jiā de zhào piàn. Nǐ yǒu gè gè, jiè jiè ma? Wǒ měi yǒu gè gè, yě měi yǒu jiè jiè, zhí yǒu liǎng gè dì dì. 你爸爸妈妈做什么工作? 我妈妈是大夫，在医院工作。我爸爸是一家公司的经理。我妈妈在商店工作。爸爸是律师。我妈妈，mẹ tôi, trên sang tên là ở cửa hàng, công tác làm việc. Papa, bố, sư là luật sư, luật sư. Đoạn số 2. 你们是一个什么公司? 你们, các bạn, 是一个什么公司? Là một công ty như thế nào? 是一家外贸公司? Là một công ty ngoại thương. 是个大公司吗? Công ty có lớn không? 不大, 是个比较小的公司? Là một công ty tương đối nhỏ. 有多少职员? Có bao nhiêu nhân viên? 大概, khoảng độ. 有, có, 100多个. Hơn 100 chữ yuan nhân viên. Tâu sư Trung Quốc chữ yuan mà đều là nhân viên Trung Quốc hả? Pú tâu sư Trung Quốc chữ yuan. Dễ hiểu cũng có quay của chữ yuan nhân viên nước ngoài. Sau phần đàm thoại chúng ta quay lại phần từ mới. Khan thì có nghĩa là xem một chút sẽ là khan ý xia. Chuyến là toàn bộ. Chữ sư của mân chuyến chia tại trao phiên. Đây là bức ảnh của cả gia đình chúng tôi. Chia chia là chị gái. Ní hiểu chia chia mà, bạn có chị gái không? Mấy hiểu là không có. Ủa mấy hiểu chia chia, tôi không có chị gái. Trang là lượng từ của những cái gì có bề mặt rộng. Ví dụ y trang thi thú, một cái bản đồ. Y trang chén, một tờ tiền. Chữ là chị. Chứ hiểu ý cơ ti thì chỉ có một cậu, em trai. Chua là làm. Ní chua sớm mất cung chua, bạn làm nghề gì? Y yuen, bệnh viện. Ủa trai y yuen cung chua, tôi làm việc ở bệnh viện. Sang tiền là cửa hàng. Tôi truy sang tiền mải y phụ. Tôi đi cửa hàng để mua quần áo. Chinh lý, giám đốc. Của ba bà sư chinh lý. Bố tôi là giám đốc. Luy sư là luật sư. Nì ba bà sư luy sư mà. Bố cậu có phải là luật sư không? Cung sư. Công ty. Sư chia quay mau cung sư là một công ty ngoại thương. Xẻo, tự nhỏ. Ủa mà tức cung sư bị treo xẻo. Công ty của chúng tôi tương đối nhỏ. Chứ yuán là nhân viên. Ta cai yếu y chen tua cơ chứ yuán. Khoảng độ có hơn 1.000 nhân viên. Tua là nhiều. Quay của chứ yuán khẩn tua. Nhân viên nước ngoài rất là đông. Khoa bao là họa báo. Của truy mải. Khoa bao tôi đi mua họa báo. Sư chia là thế giới. Của truy mải sư chia ti thú, tôi đi mua bản đồ thế giới. Chua chữ là cái bàn.
y chang chua chữ. Bàn nó có bề mặt rộng nên các bạn dùng lượng từ là chang. Chao sang chi, lượng từ của nó là Thái. Y Thái chao sang chi, một chiếc máy ảnh. Những cái gì có đài, bệ, thường là máy móc, ngày xưa nó to lớn, kể cả bây giờ nó nhỏ đi rồi nhưng mà thói quen người ta vẫn dùng là Thái. Ta có lính là số 0, máu y là áo len. Lượng từ áo, quần áo thì nó sẽ là chen, y chen máu y. Chúng ta quay sang phần chú thích, các bạn sẽ đọc cùng với tôi. Trang 15. Lẻng cựa, lẻng bẩn, lẻng chen, lẻng chia. Lẻng chen, lẻng hoàn, y ơ san, tia là thứ hai, đứng thứ ba, thứ tư gì này. Thế đây là thứ hai, đứng thứ hai. Ơ duệ, tháng 2. Ơ lấu, tòa nhà số 2. Ơ sứ là 20 và ơ bảy là 200. Y bảy tu cơ là hơn 100. Phú tâu sư, ngoại của chữ yến, không phải đều là nhân viên nước ngoài. Ta có phần thí dụ ở dưới. San cơ rư bẩn dẫn, 3 người Nhật Bản. Sư cơ mẩy của rấn, 4 người Mỹ. Tham ân phú tâu sư mẩy của rấn, họ không phải đều là người Mỹ. San cơ rư bẩn dẫn, 3 người Nhật. Sư cơm Trung Quốc rấn, 4 người Trung Quốc. Tham ân tâu phú sư mẩy của rấn, họ đều không phải là người Mỹ. Bây giờ sang vấn đề về quý phạm, ngữ pháp. Câu chữ hiểu, hiểu là có. Thế còn không có, chúng ta sẽ dùng là mấy hiểu. Câu thứ nhất, ní hiểu khan ủy su ma, bạn có sách tiếng Hán không? Hiểu, có. Ní hiểu mấy hiểu chia chia, bạn có chị gái không? Mấy hiểu, không có. Các bạn chuyển sang trang 16, đọc các con số lần lượt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
10. Về chỉ và tua xảo, chỉ là thường người ta hỏi khối lượng dưới 10, còn tua xảo hỏi khối lượng trên 10. Cụ thể chúng ta vào đoạn ví dụ. Nỉ chư chỉ cựa, bạn ăn mấy cái? Ủa chư ý cựa, tôi ăn một cái. Nỉ khoan tua xảo, bạn đổi bao nhiêu? Ủa khoan ú bái mẩy huyền, tôi đổi 500 đô Mỹ. Bây giờ chúng ta sang phần lượng từ. Cách sắp xếp của người Trung Quốc là số từ, lượng từ rồi danh từ. Ví dụ ú khẩu rấn, ủ là số từ, khẩu là lượng từ và rấn là danh từ. Tương tự, ý quê lão sư, một ông thầy giáo. Lém bẩn xô, hai quyển sách. Sa len chư xính chưa, ba chiếc xe đạp. Sư chen máu y, bốn chiếc áo len. Y trang chua chữ, một bức ảnh. San chư pỉ, ba cái bút. Sứ ủ cưa bẩn chữ, 15 quyển vở. Trên đây thì chúng tôi đã xử lý xong phần ngữ pháp và bài khóa của bài 17 thuộc quyển 2 giáo trình Hán ngữ. Còn phần bài tập thì mời các bạn xem ở clip kế tiếp. Tiếng Trung.vn. Chúc các bạn học tiếng Trung thành công.